Làm thế nào để chúng ta có cho mình một slide PowerPoint thật viral và thật nổi tiếng, thật chuyên nghiệp và thật hấp dẫn? Thì video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể có cho mình một bài thuyết trình thật sự ấn tượng nhé. Ok, và trên slide của tôi, trên cái phần mềm PowerPoint của tôi, nó đang có 2 slide. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng quan sát lại cái cách mà chúng ta có thể tạo ra sự chuyển động của một nội dung hay thậm chí của một trang slide. Và làm thế nào để chúng ta có thể làm được nó? Thì điều đầu tiên các bạn cần làm đó là chúng ta vẫn luôn luôn tạo ra những trang slide mới. Và đây là cách làm rất quen thuộc. Bởi vì khi các bạn học và các bạn cùng làm việc với tôi, chúng ta luôn luôn xuất phát từ những trang slide trắng đầu tiên. Và đầu tiên các bạn sẽ bấm vào phần Insert. Chúng ta sẽ chọn phần Picture, chọn phần Stock. Khi đó thì các bạn sẽ chọn ra cho tôi một bức ảnh liên quan về chủ đề và lĩnh vực của các bạn. Tôi có thể bấm vào phần Nature. Và lúc đó thì các bạn sẽ đi tìm kiếm ở trong này những bức ảnh nó phù hợp và nó đúng với chủ đề, đúng với nội dung mà các bạn đang thực hiện nhé. Chúng ta có thể lựa chọn cái bức ảnh này. Rồi, tôi bấm vào phần Insert. Sau khi các bạn đã có cho mình một bức ảnh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần việc thứ hai. Đó là các bạn hãy bấm vào phần Shape và vẽ ra cho tôi một hình khối ở trong này. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một để cho các bạn có thể làm theo. Chúng ta bấm vào phần Shape Fill để chúng ta đổ màu đen. Và chúng ta bấm vào phần Shape Outline để chúng ta tắt phần No Outline. Lúc này các bạn sẽ tạo ra cho tôi một Text Box. Các bạn hãy bấm vào phần Text Box và chúng ta gõ ra chữ Nature. Và bản chất chữ Nature này nó chính là một cái chữ tiêu đề cho nội dung hay là cho cái tên chương trình, tên chủ đề mà các bạn đang thực hiện nhé. Đây, chúng ta có thể phóng lớn nó lên. Rồi, đồng thời chúng ta hãy chọn cho nó một phông chữ. Ở đây thì thầy Dương đang chọn cho các bạn một phông chữ IC. Và với cái thẩm mỹ, với cái cách làm của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình thêm những cái phông chữ cũng như là lựa chọn cho mình những cái kiểu chữ khác nhau. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái trang gốc mà tôi có làm ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ này chúng ta sẽ đục thủng so với cái nền ở phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái nội dung chữ của chúng ta. Đây, các bạn sẽ chọn màu đen. Các bạn sẽ chọn cho tôi màu đen. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái chữ này, giữ phím Shift, chọn cái chữ này. Rồi chúng ta sẽ bấm vào tính năng Shape Format và chọn Merge Shape để chúng ta chọn tính năng Sharp Trace. Đấy, thì như vậy là cái hình khối của chúng ta nó đã đục thủng được cái chữ rồi. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này cho tôi, Format Shape. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần Transparency để chúng ta tăng cái màu của nó lên. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy được là cái độ mờ của cái bức ảnh của chúng ta trông nó rất là huyền ảo, trông nó rất là ấn tượng đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ nhân bản và chúng ta sẽ tạo ra slide thứ hai. Đấy, tôi sẽ tạo ra ở đây một cái slide trống để tôi phân tách hai cái slide gốc và cái slide mà chúng ta đang thực hiện cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ chúng ta hãy làm cho tôi một phần việc, đấy là hãy phóng lớn cái khung hình này lên. Đấy, các bạn hãy phóng lớn cho tôi. Rồi, đưa nó lên trên. Tiếp theo các bạn cần phải tạo ra các nội dung ở bên trong này. Đấy là chúng ta chọn phần Text Box và gõ nội dung ở bên trong này ra. Đấy là các bạn có thể gõ chữ thời tiết nha. Và tôi chỉ đang ví dụ thôi. Và tất cả các nội dung ở trong những slide tôi hướng dẫn thì nó chỉ là những nội dung demo để cho các bạn hình dung rằng các nội dung của chúng ta nó được đặt và nó được thiết kế trình bày nó như thế nào thôi. Rồi, sau khi mà các bạn cho cái chữ này vào rồi thì bây giờ tiếp theo của chúng ta đó là những nội dung bổ trợ ở bên trong. Ví dụ như trong này thì nó sẽ có những nội dung liên quan về các con vật hoặc là những cái thời tiết chẳng hạn đúng không ạ? Đấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể đưa vào nhé. Rồi, đây là một cái tiêu đề đầu tiên. Tiêu đề thứ hai và tiêu đề thứ ba. Ở bên dưới này, chúng ta sẽ có các nội dung phụ. Nó nói về cái chủ đề đó. Rồi, tôi sẽ sử dụng một cái cụm nội dung nhỏ thôi. Các bạn có thể cho nhỏ thôi.
Đây. Rồi chúng ta hãy chọn cho nó một cái phông chữ khác. Cho vào. Rồi chúng ta hãy trình bày nó. Tiếp theo cái thứ hai, giữ phím Shift Control để các bạn có thể di chuyển được. Đấy, như vậy chúng ta đã có 3 phần, 3 nội dung nó liên quan rồi. Bây giờ các bạn có thể điều chỉnh cho nó xuống một xíu nhé. Rồi bước cuối cùng các bạn cần phải làm ở trong cái mục trang trí này, đấy là hãy tạo ra cho tôi một cái hình khối như sau. Và trong cái hình khối này chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta sẽ thêm vào những hình icon. Và những hình icon này nó sẽ làm cho nội dung của chúng ta thêm sống động hơn. Rồi tôi sẽ tiếp tục tôi di chuyển cái này sang đây. Cái thứ hai và cái thứ ba. Đấy. Ok, nào bây giờ cái việc làm insert, đây là việc mà các bạn cần phải thêm cho mình những hình ảnh icon. Và những hình ảnh icon này nó sẽ làm cho cái slide của chúng ta nó sống động hơn. Và tôi có lưu ý với các bạn là quá trình mà các bạn chọn cho mình những cái icon này nó phải có cái tính đồng nhất. Ví dụ như các bạn có thể chọn con gấu này. Rồi ở dưới này các bạn có thể chọn con bọ chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, rồi tiếp theo các bạn có thể có những cái điểm lưu ý. Đấy, đấy là ví dụ con bò, rồi là những cái xe buýt, vân vân, con lạc đà chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều những cái sự lựa chọn để cho các bạn có thể thêm vào. Tôi sẽ chọn ba cái này, ba cái hình này, chúng ta cho nhỏ lại. Rồi các bạn sẽ bấm vào phần Graphic Fill để chọn màu trắng cho nó. Lúc này chúng ta sẽ đưa hết tất cả các hình khối icon này vào trong đúng cái hình mà chúng ta vừa mới tạo ra. Rồi các bạn hãy xem cái cách chúng ta thiết kế như vậy đã được hay chưa. Và lúc đó thì các bạn mới bắt đầu là chúng ta tạo ra sự thay đổi, đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ chọn cả hai cái trang slide này. Chúng ta sẽ bấm vào tính năng Transition và chọn tính năng Morph. Khi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi của slide 1 với slide số 2 nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cái nội dung ở trang slide thứ 2 nó không có chuyển động, đúng không ạ? Nó không có chuyển động. Và bây giờ các bạn cần phải làm một phần việc mà nó rất quan trọng để nó tạo ra cái tính viral, cái sự hấp dẫn, cái tính ấn tượng cho cái trang này. Đó là các bạn sẽ copy toàn bộ cái nội dung này. Ctrl C. Sau đấy các bạn hãy dán nó lên cái trang slide nature này cho tôi. Dán nó vào. Rồi các bạn sẽ di chuyển toàn bộ cái cụm này xuống phía dưới nhé. Đấy, các bạn cứ làm từng bước một giống cái cách mà thầy Dương đang chỉ cho các bạn ở đây. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ hình dung những bước mà tôi đang chỉ cho các bạn nó sẽ như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ cho các nội dung này nó kéo dài ra một chút nữa. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả nào. Yes, với cái cách làm này thì các bạn sẽ tạo ra cho mình cái sự ấn tượng nhất định trong một nội dung. Tuy nhiên, để các bạn có thể có cho mình một cái chiều sâu hơn và cái thẩm mỹ tốt hơn nữa thì các bạn hãy làm cho bức ảnh ở phía sau cái dãy hàng cây, đúng không ạ, có khói, có mây mờ, nó cần phải chuyển động thì nó mới hay và nó mới hấp dẫn hơn được nữa. Vậy thì các bạn cần phải làm cho tôi một cái điều nữa như sau. Các bạn có thể bấm vào cái bức ảnh này. Đây các bạn sẽ quét nhá. Những bạn nào mà không biết cách làm thì các bạn có thể quét cái này. Sau đó thì các bạn lại giữ phím Shift này, các bạn quét cho tôi một lần nữa. Quét để loại bỏ các cái text box để chúng ta giữ mình cái bức ảnh này thôi. Đấy, rồi các bạn sẽ phóng lớn nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Ok, và đây chính là cách mà các bạn có thể tạo ra những trang slide thuyết trình nó cực kỳ viral và nó sẽ chắc chắn nó sẽ hấp dẫn người xem, hấp dẫn khán giả của các bạn. Và họ không thể tin rằng đây là cách mà các bạn đang thực hiện với phần mềm cực kỳ tuyệt vời, đó là slide PowerPoint. Và tôi nghĩ rằng nếu như các bạn không phải là người quá sành sỏi thì các bạn có thể thực hành làm theo từng bước một giống như những gì thầy giáo hướng dẫn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.